Bạn dạy bọn ôn tỏa khỉa. Ngài này cổng càng nghe kê tầm bò video learning. Bạn chạy làm lệ chúng đã đăng tiệm bọn nâng financial asset. Bạn đã dương qua với anh tam ảm thái khó. Nước nông video này cứ dương dương bì loan. Bạn loan đã chia bộ phết mùi này financial asset. Tạm bất financial asset mình được chia ca investment nước nông equity. Bạn hai nước nông video này phong đá cứ dương đo từ lơ financial asset đã dừng vào bên tam amatai kho. Nước nông video muốn muốn cứ dừng bán phần chưa rồi ta hỏi tiếp còn nâng nâng bên nó đây financial asset bây giờ cứ dừng vào bên tam fair value through profit or loss. Hai nâng bên nó đã dừng vào bên tam fair value through OCI. Đại OCI là ở trong một thà other comprehensive income. Hai thì bây giờ nâng bên nó đây financial asset dừng vào bên tam amatai kho. Chúng chỉ ca làm lực lấy để còn những ca prapra tam vào bên tam amatai kho lúc ra từ việc chụp lại khăn pi và tam song đá cả này IFOS liên bồn buồn đại dương ở chung ta financial instrument thì mỗi cứ mà chạm hầm đó và dương dương pin lốm cứ mình đi tham mà chạm hầm đó cứ dùng đá từ từ nia kia và những ai thay từ nia kia chứ cứ còn cô cái dân gia mà quát cứ bồn môn nơi prapdaum principal năng interest lại khăn thì mũi và thì pi cứ miền đây tha dương căn lớn lót đo maturity đo ngày cầm nọt miền đây tha tận nia kia cứ quạt mình miền non là bay lụt lâu nâng ao nhập xe thế một ngày cầm nọt và nó chứng quạt căn lót đo maturity chiết nung ở cả nỉ và công ca nghe kẹt tầm po video learning xong ở con sầm rập và bong được gặp ôn xe khoi nỉ và chỉ lực thì pi hết được quạt bàn đo ca form tro và đo chia cho donate và chỉ cả bỏ chạm mà cần công ca nghe kẻ tầm po video learning và nó cứ chia tập chất nghe này tha chỉ cả chạy một lệch và control đo vì say cả ốp rúng có đôi chia vì say cả chạy một lệch trong này đừng tụ tử và chân nhóm xong ở đồng lực lấy việc quan năng financial asset là dương vô viên tam ở amatai khó bản chân phép bọn nâng financial asset bởi dương là dương vào bên tam amatai khoan nâng cư tổ bốn cao vào bên tổ bốn cư dương vô đồng lấy fair value vía hoặc bốn nâng chùm lại bạc cá và tệ tôn từ lưu financial asset nâng và phép bọn nâng cao một financial asset nâng hoặc dương đó từ lưu tradition fee và bởi dương dương tôn anh ấy cư chùm lại anh ấy cư chi chùm nâu để bán việc tệ chùn và phần to mà tiết nực nung nực bây giờ dương bật bình chi cả nấy cứ financial asset dương pra tam thị xa effective interest mà effective interest measure chân tự tôn từ lơ ca bỏ vệ từ bộ ní cứ rụng môn và dương tươi chám tha đồng lại phê vào dù viết bộ nâng chùm lại bạc cá và sân dì dương miến hơi dương đọ và chùm nô ban màu bì bạc cá hay phát bạc ca thằng pin cứ ca tranh pi bẹp pon thằng ca bằng ca lồn bàn chân được nung vịt ôn cứ nhom này dương bẹp pon thằng trên phí ní vì miên lệ khăn dòng khăn trong ba gần đây bằng hai chữ gai lãnh cứ tí mùi bẹp pon thằng phí để ca tranh pi ca bằng ca lồn bàn ca nó bằng ca lồn u tờ ho tha tần như kia môn nâng ao dương xây lưới tần như kia nâng vi làm lai làm pi là tập hiệp đại dương ai xây lưới bán bạn sẽ tôn từ lưu ca viêm lại từ lưu bỏng trăm lưu tờ rồi trở đáng hơi nâng phép bọn nâng ca được trăm cái dân gia và xe lưu nhưng chẳng nợ bê đai từ như kia kết phi mà kết phi vì ở tệ chân tam song đai cái anh ấy cứ phi nâng cứ cầm bán cho mùi nâng cho mùi nâng tập prạc original loan bạn là dương áo xe áo từ căn customer chênh hát đi bàn chứ song đai cái anh ấy kết bạp nâng cứ cùng nóng stong đai cả nấy nằm bây rô effective interest rate ta ta ca phát chất đai nở dương kết việt để chốn xa nằm bằng nhục nung ca nó vót ra hai chia cả nấy có cứ còn apply cho tôi vì ní và tôi vì ní và sân chỉ cả nấy còn apply cho tôi vì ní cứ mình đi ta phải chăng tam stong đai cả nấy còn muốn ai phụ ai linh buồn stong đai cả nấy trong đau tựa ta chất đai nở như kia nữa đo lôn ở tệ chốn kết ca phát bằng mán việt tệ chốn ca phát đai nở dây tham mùi phía rồi rồi còn mùi trạch pram phía rồi rồi còn xôn trạch bầy phía rồi nó cứ ai chỉ cả phạm miên tình niềm và thiết bất cứ cả phạm ai tôi bình nâng chẳng hãy bàn standard cầm nọt tha tựa bọn nâng phí đấy phí đây đại là tua bàn phí cao bằng cao nâng lốn đạc châu nó không nông financial asset bàn chẳng phí khác cứ đụy bàn
bằng hai nhập nung ca được xây bản đấy và chạy tôn chúng nó chi phí và chạy tôn từ lưu phí đại dương bằng cá và phí đại dương tua bán về phần nâng ca đo sử và cắm và phí đại dương chai phía để chốn chạy tôn từ lưu ca đo sử và cắm là chạy tôn nâng lâu nâng ủ thọ thập về phần nâng tình yêu kia có nhà là vài ca và trăm khái và đu có print hay cái xa và trăm khái về phần nâng lâu nâng rồi có về phần nâng để tôn từ lưu về phần nâng ca của mô payment để tôn từ lưu ca maintenance ca quạt trạp xem xin chẳng nó không chuẩn mạnh ní cứ stong đa cả đấy ao dựng apply cho muốn stong đa lịch pram đọc pram IFO lịch pram để ao chung mua tha renew prom contract with customer chung nấu bí kỳ sân giá cho muốn là tệ chuẩn chẳng trong chuẩn mạnh ní cứ dựng apply cho muốn stong đa lịch pram muốn chung này ai phép quan năng chuẩn mạnh mới ní cứ dựng apply cho muốn stong đa cả đấy IFO lịch pram và đối dương khinh sắp với dương để khai dân từ từ nhiều kia cột pin ai cả xa dưới hơi cột kết và cầm dân chữ đàm và chân việc việc còn nâng ca sân monthly payment statement về tôn của lịch trình payment maintenance record chữ đàm và chân đồng bây giờ dân vô chữ bắt nhưng xong lưu chữ thọ mới đồng bây ở lúc này chỉ cài lãnh và cho tôn từ nhiều kia ABA ní và ABC mình từ nhiều kia ABA ní cứ từ nhiều kia ABC mà nó thì như kia ABC bay những đó lớn là miễn tập lại chúng luôn pram còn là mà tập căn customer bao quát lớn nên cứ địa về pram cho làm hay thì như kia ABC những bạn đó bạn kết và sự và cam về để chuẩn chúng luôn pram rồi là chứng pira sập là này cứ về còn nâng ca vi động lại từ lớn than phim robot nhập xe lưới từ tôn từ lớn bao phần trăm và chỉ thông một đá môn dương ao cập xe lưới dương mưa tá quát miền mặt tập hiệp bản miền lật tập hiệp ấy để tôn từ lời là bỏ phần trăm xem xét một dương ao quát xây được tá dương ao quát xây được bản nào mà bây giờ ao quát ai miền lưới hay nhưng là về để quát ở miền lưới xóm dương ai nhà rập ô từ lời là bỏ phần trăm quát chữ đàm chứ còn nữa tôn cứ cạn đấy à phi loại sập lan ấy là dương ao chung mua tháng phí để pon nâng ca bằng cá bà để pon nâng ca bằng cá là lồn chúng chấm lại những cư dương từ tour score bia tam standard cận này IFOA lịch phẩm bốn thì ở chúng ta financial endorsement chấm lại khi là sản lan những việc còn đang sử và cắm đại dương ở đó ở thị trấn để tôn đường lồn bàn chúng chấm lại những cư việc còn đang standard lịch đập pram vinh bàn IFOA lịch pram đại dương ở chúng ta review from contract with customer bàn chúng dùng chập đàm dùng sản mặt tận lớn cứ dùng apply tam amortize cost và dùng mở về phần nâng cao quạt tam chi cả này và ngay để dùng tour score bốn về phần nâng lớn cứ dùng record debit financial asset rồi còn dùng giấy sao máy cứ lớn mà nâng pram phần lá rồi khai dùng tránh và lùi dùng tránh chúng luôn pram phần lá và tiếp cứ về phần nâng transaction cost dùng nhé nhưng bài tha transaction cost transaction fee nữa như này khó lắm gì là lôi chênh đó phí đến cứ lôi châu cho và đánh cái anh đặt cái đặt dự luôn chẳng chẳng về con năng chậm lạnh đi dương ban lôi về tệ chuẩn mà để biết dương khai châu vĩnh hay credit dương cứ lôn thoi cho vĩnh trong chậm lạnh đi nhâm trong hai anh chun bom ổn tích nữa tam song đa cận lấy và dân chia này về ở lôi chênh cái nhà bộ và bạn ta bậc cana lôi châu đang nhà đỏ và chứng đọ bộ nó cứ chia tập prạ tập bốn là dương bỏ bên tập bốn sau đó phải nên xóa sạch và chứng lôi châu dương vì thôi ao phải nên xóa sạch chứng thôi cho mình chứng để biết khai dương châu credit chứng cứ phải nên xóa sạch mà trong trường hợp này cứ dương apply tam standard lịch bấm bốn IFO lịch bấm bốn trong này tiếp còn nâng phi riêng thu ban pi ca đo sự và cam tệ tôn nâng lâu nâng và chứng để biết chứng khai châu credit chứng cứ contract liability và trong trường hợp này cứ dùng apply tam standard cận này IFO lịch lập pram đại dương ở chung mua ta review from contract with customer tiếp quan là ta là pena để dùng tour score chấm nấu vì vì customer đã ở lưu dương tiếp tôn từ lưu sự và cam để dùng đòi luôn là thể chuẩn lâm ất sầm rập tất cả được tour score chấm nấu cứ lúc này ai từ mơ video tiếp quan nâng IFO lịch lập pram và review from contract with customer ta ta dùng được tour score chấm nấu là khăn chia point in time rồi có recognize chia over time và over time nó cứ mình đi thả sai là tám mà dụ cá bó
bỏ lộn và chẳng tệ tôn từ lơ và sân chia cả này à tệ chôn cọt bong lôi plim plim à bây giờ tập lan ấy cứ dương đi gần này với chia còn chắc lại bị thì phần đai và sân chia cả này dương bàn lôi lôi thọ cả này tệ còn năng dương receipt từ tua bàn lôi là dương print ai cả ra ở customer của dương à nên cứ dương ai từ tua score chấm nô à plim plim làm đòn bàn chẳng tệ tôn từ lơ chấm mấy chấm khăn thì sẽ tệ còn năng bà bẹp con nâng ơi bàn chứng chùm nô đã chùm lệnh xếp bẹp con nâng stong đa cần lấy lệ phẩm bốn ai phô lệ phẩm bốn ai nhỏ chúng mua tập financial improvement hay nâng bẹp con nâng stong đa cần lấy ai phô lệ phẩm bốn lúc này ai bà mơ vụ tổ môn môn một thêm và tại chúng mình cứ nhầm bàn đau mà không khăn bẹp con nâng lâu là dương đó ở tệ chốn hay dương từ tua ban nơi phi và tua ban lũy vì ở tệ chuẩn tam bất tới nực nông bạn bọt chặt đáy nực nông bất tới môi trường luôn cứ dương ở tua ban lục mạng của ban phi vì ở tệ chuẩn này ai mình từ tua ban đấy ai thấy dương lôi dương tranh bình và sân chưa cạn nơi lôi dương tranh bình à trong chúng mình ní mình bên đại biệt dương khai thế á mình đại biệt khai thế hay financial asset của dương lại ní cứ mình bên credit thế và mình là financial asset của dương cứ nước hàng để biệt mình hay biết ô định một hai ní cứ tập con nâng cao quạt ra từ bồn tập tôn từ lơ ca lục nẹt là bây giờ lục nẹt bận chi cả nấy lục nẹt trời ro hai tha affective interest rate ở khởi tập tôn từ lơ ca cả nấy affective interest rate cứ miền này tha dương score làm lại present value của bia và present value của bia cứ dương vô à pram pon la ni và đo ở 250 dương khơi 4700 và 4750 đô la nên cứ chia present value về trong này ai ta tông tập prạ là dương promo tam tập ăn và schedule là dương promo bia tệ chuẩn nên cứ chia carry sim lúc này ai tin rồi affective interest rate bàn đại dương ai chúng ta IR internal rate of return chứng cả này dương score IR với rủi ro affective interest rate đó cứ dương ai cắt ra về phần interest income mà dương bán này bán á chứng nhưng pro guideline phần nâng sự không thay lúc này ai chỗ affective interest rate khởi bán chứng chỉ rua máu về phần nâng lớn đại dương pro tệ chuẩn dương và dương đi gần này phải so sánh financial so sánh đại apply tam standard lịch bấm bốn ai phải lịch bốn thì ai phải còn năng phí income và vì mình mới chịu income liên liên thế để tôn từ lượng phí để dương chạy về để chốn nông cả này để dương để tôn từ lượng cao bằng cao lớn và anh ấy cứ chịu financial so sánh đại mình đại financial so sánh thôi cho trong này ai phí và đại diện người tua bán để còn nâng cao đo sở hòa căm để tôn nâng lớn cứ dương từ tua score về chia và chia income rồi có chia contract liability asset à, tam và paid và paid phi đại diện người tua bán và sân chia cạn để đại diện print ảnh ra ở tại chỗ hay dương tua bán phi plim plim nâng dương từ tua score về chia income plim plim đỏ còn đa sân chia cạn đấy ở tại chỗ còn bong môn bản đình dương tự tua score với chỉ contract lại bị thì hay dương tự tua score chấm nô với ai tha point in time rồi có over time và dương tự tới cứ over time mà nhá cứ apply time standard cần lấy IFOI link đọc pram là dương ở chung mua ta renew from contract with customer món chia ca chai dùng lấy riêng về khu xong đá xong rập lúc nẹ mà nhá như vậy sẽ cứ open xong rập và bong rồi có own và xin khói những vật bàn ông vật thông mà căn công ca nghe kẹt bộ bí tổ lớn ninh và xong hóa quân và dân chí mình nút ai xua bán ở lúc nẹ bởi trong riêng xong đá cái này ai thì nhận dòng bàn mà tạm đưa sắp bằng cao mà quân bàn.